Hôm nay trời mát quá các anh em ơi. Mưa phùn lất phất. Bầu trời không có nắng. Trời đang mưa nha các anh em, mưa mà không có lớn, cứ lất rắc. Bầu trời hơi âm u. Giờ không có cá lớn, mình câu cá sát anh em ơi. Cho nó nhanh. Cái cần nó nhịp nhịp đảo các anh em ơi. Chắc dính rồi đó. Mình để cho nó dính nhiều nhiều nha. Đó, cái cần nó nhịp. Mình chơi một cần màu à. Rồi dính rồi các anh em ơi. Để cho nó dính nhiều nhiều các anh em ơi. Rồi, lụm. Lụm. Vô. Vô hai ba con mới giật. Chơi tham vậy đó. Cho nó nguyên thỏ sâu nguyên dây luôn. Này phải hai con ít nhất nha. Đừng có rớt ra nha. Nặng à. Giờ không có Hugo, giờ mình săn cú bình thôi. Rồi rớt lên con rồi. Thôi. Rớt thanh con nha anh em ơi. Con này hết ốc tiêu nha. Rồi cũng mới rồi nha các anh em. Cũng gần 10 con rồi, chục con rồi đó. Tiếp tục. Đúng. Cái bẫy khác luôn rồi, quá trời rồi. Thời gian chờ đợi Hugo, mình kiếm vài chục con về kho tiêu với nấu canh chua. Hugo ra qua nó lộn quá trời, còn ăn luôn hôm nay đi. Dính nữa rồi các anh em ơi. Lụm nữa rồi. Mấy con đây. Một em thôi. Cứ từ từ. Tiếp tục. Dính rồi các anh em ơi. Quá đã luôn. Mấy con đây. Mấy con. Giờ nhiều nhiều đi. Mọi người ơi. Chắc dính rồi đó. Ở ngoài sông này anh này coi câu cũng dính cá quá trời nè. Dính mấy cá nãy mà mình cho coi á. Để hỏi sức mép. Đó, bây giờ anh đang qua vô, anh đang qua vô. Sức này vô giác nữa. Dính rồi, dính rồi. Ôi dính rồi. Cá này em ơi. Ham quá, thấy ham quá. Ồ. Dính rồi cá này em ơi. Lụm. Lụm lụm lụm. Lụm. Một con. Một con. Cá là
lên nhiều mà dính con à. Rồi, các anh em ơi, gần đủ nồi kho tiêu rồi, đủ canh chua rồi, giờ kiếm nồi kho tiêu nữa. Con này cũng trung bình thôi chứ không bự lắm. Vừa giải trí mà vừa làm, vừa có một đồ ăn là món ăn luôn. À, dính nữa rồi, dính nữa rồi. Còn nhỏ xíu. Để có là được rồi. Có quay clip cho mấy anh em giải trí rồi chơi. Đang quay. Đang quay. Ốc tiêu các anh em ơi. Chứ khi khỉa nãy giờ cũng được khá rồi. Kết thúc video tại đây nha các anh em ơi. Hôm nay Hugo không dính, làm được một mớ cá sát nha các anh em, cũng được mười mấy con á. Thôi hẹn gặp lại các anh em sau, clip sau nhé. Được mớ cá sát các anh em ơi.